Phật tiên thánh muôn loài vạn vật cũng ở trong quả đất dựng gầy, siêu thân nhẹ tách đường mây, trầm luân quan nghiệp càng gây thêm hoài. Ta chí dốc tầm đài nguyệt kiến, cho dương trần rọi chuyện sai lầm, đỉnh thần dẹp hết tà tâm, quần lai bổn tánh thần khâm quỷ nhường. Bỏ cái tánh tự cường tự trọng, gẫm cuộc đời cái bóng theo hình, tu hành đâu kể nhục dinh, ta làm bổn phận ngạo khinh mặt đời. Đầu ngưỡng vọng đất trời minh chứng, tâm lòng thành quyết dừng đạo đời, đôi điều hòa nhã nơi nơi, thân này mới chịu ngồi ngơi thật bàn. Lòng trẻ thảo biết đoàn biết kết, phí xác phàm mê mệt đâu nài, băng rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Thấy biển khổ đâu an lòng đặng, xong thuyền ra cứu vớt sanh linh, miễn cho bá tánh vẹn mình, hết cơn bệnh tật hết tinh đạo tà, cuối nhờ nước ma mát mẹ, xin Phật ban cho kẻ khác lòng. Chim khôn thì uống nước trong, người khôn mau sớm rửa lòng bờn nhớ, để ma bệnh theo hờ bén gót, thần chết kia ôm hót bên mình, đạo lành sao lại chẳng tin, dầu cho thông thái cũng gìn cốt xưa. Tùng Quê kính chào toàn thể quý vị thân mến, chào bà con xa gần, chào những người thân quen trên kênh Tùng Quê. Nam Mô Di Đà Phật. Tùng Quê hôm nay vào ngày mùng 1 tháng 3 rồi quý vị. Tùng Quê trở lại chùa Thầy, một ngôi chùa ở tại Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Một ngôi chùa mà đạo Phật giáo Hoàn Hảo, ngôi chùa đầu tiên là nơi Đức Thầy đã khai đạo, mở đạo quý vị. Đạo Phật giáo Hoàn Hảo được khai mở vào năm 1939 do Đức Quỳnh giáo chủ Phật giáo Hoàn Hảo làm giáo chủ và chỉ dạy bổn đạo những lời lẽ rất là giản dị, cách tu cũng rất là đơn giản quý vị, nhưng mà thâm sâu. Kính thưa quý vị, thì hôm nay Tùng Quê cũng có duyên đến chùa vào lúc này, và Tùng Quê sẽ cập nhật những sự kiện xung quanh chùa An Hòa Tự. Nhất là cũng sẽ quay cảnh chánh điện phía trong cho toàn thể cô bác mình thăm viếng và lễ bái và phôi thờ và xung quanh những sự kiện xung quanh. Giờ đây thì lời nói đầu tiên Tùng Quê kính chúc quý vị một ngày mới an lành, hạnh phúc, nhiều niềm vui trong cuộc sống, để luôn được sự chở che của Đức Phật và linh Đức Thầy. Kính thưa quý vị, giờ đây thì kính mời quý vị theo dõi chương trình hôm nay. Thì trước khi vào bên trong thì chúng tôi sắp thấy bên ngoài
hiện tại có các anh mình sự kiện công việc thì quý vị cũng được biết là nơi chùa An Hòa Tự thì những cây cao lớn thì không có nha quý vị, chỉ có những cây kiển trong chậu và kiển thấp thôi, cũng không có lớn tàn, nên quý vị thấy là các chậu kiển này sẽ do một bộ phận các anh sẽ trực tiếp quản lý, và các anh mình có bổn phận hàng tháng để mà đến để là chiết canh. Thì các anh mình hôm nay là làm công tác để mà đang sửa chiết như vậy. Rồi các anh này mình theo mình được biết cũng hơi xa xa. Chào. Chào hai anh. Hôm nay tới cái chương trình mình tỉa chanh. Tỉa cành ha. Dạ. Bao lâu mình mới tỉa một lần? Cả 2 tháng. Vậy hả? Tới 2 tháng rồi hả? Vậy là 2 tháng mấy anh mới cho lần lần hả? Vậy sao? Vậy là hôm Tết tới giờ đây. Tính ra thì nếu mà trong thời điểm trời mưa đó nó nhanh ra đó thì mình làm hồi sớm chút. Nhanh chút. Còn trời nắng này chậm ra thì mình có nghĩa trước khi tính muốn chiết thì mấy anh phải khảo sát trước. Đó, mình canh đợi rồi mình làm bài rồi mình biết rồi. Biết liền. Đã mà mình canh những cái đặc biệt á, sớm cũng dài ngày cũng được, mà trễ dài ngày cũng được. Mấy anh mình ở đâu lận nào nhớ xa xa nha. Ở Đồng Tháp, An Giang. Đồng Tháp là xã nào? Bình Thạnh Trung. Bình Thạnh Trung. Bình Hàng Trung. Bình Thạnh. Có Bình Thạnh Trung nữa hả? Bình Thạnh Trung rồi huyện gì? Huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Huyện Lấp Vò. Đèn ơi vậy sao là xa nha. Bình Thạnh Trung. Vậy là mấy anh cũng biết Bình Hàng Trung nữa chứ gì? Bình Hàng Trung nó nằm ở đâu? Cũng ở Đồng Tháp nữa. Qua cầu để coi nhớ coi qua huyện nào? Hả? Huyện Cao Lãnh. Cao Lãnh ha. Huyện huyện Cao Lãnh. Mấy anh là huyện khác hả? Cũng ở huyện Lấp Vò. Huyện Lấp Vò. Đúng rồi. Cũng thuộc về của Đồng Tháp. Đồng Tháp mình nói rộng quá ha. Bên đây. Dạ dạ đúng bên rồi. Kia, bên Cao Lãnh nằm bên kia. Dạ đúng rồi. Dạ hả? Dạ. Rồi. Chúc mấy anh mình làm việc khỏe ha. Rồi kính thưa quý vị thì quang cảnh chùa cũng như thường khi. Hôm nay thì thấy cũng trời không có mưa nên sân chùa cũng rất là khô ráo sạch sẽ. Nắng giờ này thì cũng tốt không biết. Tại cũng thấy có một vị đang cúng ở chỗ bàn hộ pháp đi. Giờ đây thì Tùng Quê sẽ vào bên trong để kính lễ Phật nha quý vị. Hôm nay liệu Tùng Quê cũng hơi bận việc nhà nên và lễ Đức Cứu Quảng Trần Văn Thanh nên Tùng Quê cũng vắng ở chùa một thời gian. Chào chú. Dạ. Chú đang đang cúng gạo hay gì chú? Dạ không. Rồi đi thẳng vô chính điện luôn. Bộ quen hả? Quen vô đây này con. Cái mặt rồi chú, cái mặt. Đây. Có bà con mình cúng gạo đem tới cho chánh điện để đang mà lễ bái quận giấy. Kính mời quý vị hướng đến Tam Bảo kinh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Hướng đến chân dung thầy kinh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ tôi xong Nam Mô A Di Đà Phật.
chùa An Hòa Tự thì hàng ngày cũng thường xuyên cũng có người đến lễ bái và cúng cũng như vậy. Vì đông thì không đông nhưng mà có lay rai, trong ngày thì đều có khách thập phương, khách ở đây đến cúng rất là thường xuyên nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì Tùng Quê cũng thấy hiện tại nó là có hai chậu bông thì của Ngọc Giào Long Xuyên, kính thành kính cúng dường. Thì quý vị thấy là trong một tháng có hai đợt dân cúng của Ngọc Giào tại Tám Bảo, tại chánh điện. Thì hai bình bông này hôm nay thì cũng đã có ở đây, hôm nay thì mùng 1 rồi, nhưng vậy là hai bình bông này nó có từ ngày 30 là ngày hôm qua hay hoặc ngày 29 đó quý vị. Ngọc Giào một tháng thì hai lần, vào ngày 30 hay hoặc là ngày 15 nha quý vị, 4-15, 29-30 thì Ngọc Giào đều cúng như vậy. Thì năm nay bước vào năm 2024 thì chúng tôi thiết nghĩ Ngọc Giào sẽ thực hiện tiếp tục. Năm ngoái thì một năm rồi thì Ngọc Giào đã thực hiện, và vào những dịp 14-15, 29-30 thì Ngọc Giào đều dâng hoa cúng Phật như vậy suốt một năm. Mà năm nay thì 2024 đã đến rồi, năm nay là tháng 2 bắt đầu tháng 3 rồi mà Ngọc Giào hôm nay cũng y như vậy quý vị. Phải nói cũng rất là quý. Hai bình bông những việc Ngọc Giào Long Xuyên đem dân cúng có hai bình bông, và đây thì một bình nữa nhau kìa. Quý vị thấy chân dung thầy, chân dung đặc biệt thì tất cả các chân dung thì có chân dung Đức Thầy để tóc hơi dài bằng áo bà ba đen. Thì quý vị thấy là nơi cần cổ của thầy nhìn thấy rất là rõ, đó là ba ngắn cổ này, ba ngắn luôn quý vị, nhìn thấy rõ ba ngắn. Mà ít có ai được có ba ngắn cổ như thầy nha quý vị, chỉ có mình thầy mà thôi. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống của con người chúng ta, ai cũng đều phải nằm trong cái sự quy luật của tạo hóa, những việc sinh lão bệnh tử. Tức là con người chúng ta thì phải sinh ra thì phải có lão, rồi bệnh, rồi tử. Thế nên trong cuộc sống chúng ta thì lúc nào cũng rất là trong cuộc đời nó sẽ trải qua những cái giây phút nếu quý vị chúng bị vì mà bệnh đó, thì cũng khổ, mà già cũng khổ, thì mất cũng khổ, thì chết cũng khổ đó quý vị. Thành ra quý vị chỉ có mình biết tu thì mới không khổ thôi, biết tu biết niệm Phật thì mình sẽ vượt qua, và trong cái tâm trạng bình an nha quý vị, trong tâm trạng bình an. Thứ nhất là cuộc sống chúng ta sẽ suôn sẻ trải qua những cái điều nó có chướng ngại thì nó cũng sẽ vượt qua được. Và nhờ mình niệm Phật, nhờ mình giữ tâm được bình an,
thì chúng ta sẽ được an lạc trong cái điều kiện khi mà chúng ta mà biết lại Phật, biết niệm Phật thì tâm chúng ta được vắng lặng, bình an, trí huệ phát sanh, thì nên quý vị sẽ hiểu được, phải hiểu được thế gian phải là như vậy, rồi chúng ta cũng ráng chịu đựng, ráng chịu đựng trong cái sự khổ khó đó mà tinh tấn tu hành. Giờ đây thì chúng tôi đang đứng trước bàn Phật Di Lặc, kính mời quý vị hướng đến bàn Phật Di Lặc đồng đảnh lễ. Và hiện tại chúng tôi thấy kiểu bông ở nơi bàn Phật Di Lặc cũng khá là đặc biệt. Kính thưa quý vị, sắp tới đây, vào ngày sắp tới là mùng 6, mùng 7 thì tại Tổ Đình, nơi Đức Thầy sinh ra thì sẽ có sự kiện là nắm dỗ, nắm dỗ của Đức Ông nha quý vị, nắm dỗ của Đức Ông. Thì vào những ngày sắp tới thì Thùng Quê cũng sẽ tranh thủ đến nơi Tổ Đình, chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị thấy là sự kiện chuẩn bị cho ngày giỗ của Đức Ông và thân sinh của Đức Thầy. Trên ngôi chánh điện thì hiện tại quý vị thấy là bông bông ở trên chánh điện vẫn còn rất là tươi. Những chậu bông do các thợ cắm bông ở tại chùa cắm cũng rất là đẹp. Kính mời quý vị đảnh lễ Đạt Ma Tổ Sư. Nơi Đạt Ma Tổ Sư thì có hai bình bông mà chúng tôi thực thấy thì hai bình bông cũng bị héo bột quý vị. Bởi vì lúc này trời khá nắng. Nghe không quý vị? Mô Di Đà Phật. Kính mời quý vị, kính mời quý vị đảnh lễ Quan Âm Nam Hải. Nam Mô Di Đà Phật. Cái đồ về hiện tại kính mời quý vị kính lễ Đức Thầy. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ thưa xong. Cái đồ về nơi chân dung Đức Thầy thì có một bình bông lan ở trên ghế nghi. Bông lan rất là đẹp nha quý vị. Kính mời quý vị đảnh lễ nơi ngôi thờ của Phật Thầy Tây An. Nam Mô Di Đà Phật.
và kính thưa quý vị, nơi ngôi thờ của Phật tại em thì cũng có hai bình bông và lan ở phía trên quý vị. Và nơi chính giữa quý vị thấy có một cái linh vị, đó là linh vị của Đức Phật tại em. À, kính thưa quý vị, nơi đây thì bàn thờ của quyền, thì nơi bàn thờ của quyền quý vị thấy là hiện tại có mâm cơm dân cúng rồi nha quý vị, mâm cơm mình dân cúng rồi. Giờ này khoảng 9 giờ mấy rồi, phủ quyền thắp tổ, tức như là nơi đây là thờ ông bà và cha mẹ của mình, nhiều đời nhiều kiếp đúng không vậy? Nên do đó thì chúng ta vào những ngày chúng ta sáng chiều chúng ta nó có ăn điều chi thì chúng ta cũng đều nhớ tưởng đến ông bà, rồi quý vị đem dâng cúng cho vị như trái cây, cơm. Ăn cơm thì hai bữa, chúng ta ăn gì có chi cúng nấy, chúng ta ăn cái gì thì chúng ta cúng cái nấy không vậy. Ở cổ quyền, ở chùa cũng vậy, thì nơi đây cũng có bưởi xài. Cơm thì rất là ngon, quý vị ăn gì thì quý vị cũng cúng cái nấy không gì. Kính thưa quý vị, nơi đây là bàn bá tánh. Bá tánh mình cũng được cúng, có chi cũng lấy cũng được người. Thì bàn bá tánh thì giống như nơi đây thì các vị mà muốn vào chùa tu, những người đã chết thì gửi vào đây, nhưng mà chỉ gửi bằng lư hương, chân hương thôi, chứ không gửi gì ảnh không vậy. Nên ở tại đây thì bằng má tánh này tượng trưng như là đồng bào dị nhân loại, những người đã chết được gửi vào đây ở tu. Ba đúng ha? Dạ rồi, chào hai anh. Thấy anh, hai anh ngồi bộ lo âu gì quá. Nghe nói gì rồi, đi tham quan hả? Tham quan đâu? Ngoài chùa Thiên Trúc ở Trái Gai. Dạ, dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Rồi, chúc hai anh được khỏe ha. Thật ra đây thì Tùng Quê sẽ lui trở ra để mình đi lần ở phía sau, hậu cần éo đi. Kính mời quý vị theo dõi chương trình. Giờ đây thì chúng tôi sẽ lui ra. Nam Mô Di Đà Phật. Thưa quý vị, hiện tại Tùng Quê đang đi về hướng Tây Lan, nơi chùa thì quý vị thường thường quý vị để ý là với bên Đông Lan và Tây Lan. Tây Lan phía bên trái, Đông Lan phía bên tây mặt, quý vị thì hiện nay là hướng Tây Lan. Quý vị dòm thấy trước thì có thấy là bản để tiểu bang lên đấng phát hành sấm giảng không vậy? Nơi đây thì phát hành sấm giảng cho đồ dùng việc đạo. Trước khi vào đây thì chúng tôi cũng mời quý vị trở về nơi Đức Ông, nơi Đức Ông Tây Lan đây quý vị. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ kính mời quý vị kính lễ Nam Mô Di Đà Phật, kính lễ Đức Ông Đức Bà. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ tôi xong. Nam Mô Di Đà Phật. Nếu quý vị đi chùa thầy thì cũng có dịp thì đến tổ đình để lễ Đức Ông Đức Bà, bởi vì đó là thân sinh của Đức Thầy. Bởi vì Đức Thầy đã xuống trần và mượn cái nơi Đức Ông Đức Bà để mà ra đời, thì để đền ơn biết ơn thì quý vị cũng nhớ đến Đức Ông Đức Bà hay gì. Nếu không có dịp đi xuống dưới tổ đình cách đây khoảng 3 cây số thì quý vị ở đây kinh lễ cũng được. Rồi kính chào các anh của mình. Dạ, cảm ơn nha. Dạ. Các anh mình lúc nào cũng rất là ăn nhàn tự tại. Sáng thì uống nước trà ha. Làm cốc trà đi. Cốc trà rồi làm. Để đi vòng hướng này. Thôi uống nước trà bằng đạo chứ không phải là khổ máy. Uống nước trà, uống trà thì ngon. Ngon. Rót cho đại tùng đi. Dạ
bữa nay thấy tình hình chùa mình sao hả anh Mừng ha? Vui vẻ. Cũng không có điều gì. Hôm nay thì chỗ này ban tiếp tăng thì tôi nghĩ chắc có ông chú này quá. Anh hồi cũ à. Dạ. Thôi chào các anh mình á. Mình giờ đi tiếp tục qua những cái nơi khác. Cảm ơn ha. Dạ, chào anh luôn. Cái thưa quý vị, giờ đây thì Tùng Vê sẽ đi rời khỏi nơi Tây Lan. Mình cũng ngồi uống nước cho các anh một chút. Kính thưa quý vị, nơi tiểu bang ánh nắng phát hành xâm giảng nha quý vị, nơi đây. Kính thưa quý vị, chúng tôi đã tới rồi. Chào anh ba. Hôm nay thì ngày trực của Tùng Quê, nhưng mà có anh Ba Phước, mình ảnh cũng tới đây, cũng trực ở bên ban quán tử. Chào anh, một buổi sáng vui vẻ, an lành. Thì trước khi mình gặp gỡ anh ba mình chút thì cũng giới thiệu quý vị, nơi đây là tiểu bang ánh nắng phát hành sấm giảng, là phát hành sấm giảng liên quan tới Đức Thầy. Thì trong đây thì mình phát hành sấm giảng và một cuốn thi văn và một cuốn tôn chỉ. Quý vị nếu chưa có sấm giảng đi đọc, bởi vì đây là lời của Đức Phật, đời là lời của Thầy, mà Thầy là Phật. Nên quý vị hãy tìm liên cuốn sấm giảng để mà nghe, để mà đọc. Còn nếu quý vị mà chưa có đồ thờ thì ở đây có Cổ Quyền, Tam Bảo, Chân Dung Thầy, ba kiểu nha quý vị. Thì quý vị chưa có thì hãy đến đây, thì chúng tôi cũng tặng cho mỗi người một bộ để mà đem về thờ. Kính thưa quý vị, mà thời gian thì quý vị nhớ là vào buổi sáng 8 giờ quý vị đến, buổi chiều thì 4 giờ thì tiểu bang cũng đóng cửa về. Nên quý vị nếu đi đến đây thì hãy đi trong cái khung là từ 8 giờ đến 4 giờ. Kính thưa quý vị, đồ đạc thì chúng tôi chuẩn bị rất là đầy đủ. Chào anh ba. Dạ. Trong những ngày vừa qua thì anh thấy ở chùa mình, bà con mình đi chùa cũng vui vẻ. Trong dịp Tết thì bà con đi chùa cũng rất đông phải không anh? Dạ. Theo cái thực tế thì trước đây giờ thì nhất là qua cái mùa dịch Covid tới đây đó, là mỗi năm đồng bà đạo thập phương trở về chùa Thầy, nghĩa là cái chùa gốc, đi viết chùa để Phật đọc hơn, càng mỗi năm càng đông hơn. Đúng rồi. Thì là thì nhận xét rồi cũng chẳng qua cái tiểu bang đến pháp hành giảng mình được phổ rộng từ cái giáo lý của Đức Thầy đến những cái sự thờ phượng cũng như là Chủ Quyền Tam Bảo chân dung Đức Thầy, đó là cái mục chính. Dạ. Hơn nữa có những cái clip của Thầy Tùng quay để đưa lên cho đồng đạo khắp nơi thấy được. Ngôi chùa trở về đây để thỉnh giảng. Điều nổi bật nhất là suốt qua mùa dịch tới giờ thì những cái người dân trong, nhất là trong miền Nam mình, trước đây cũng không có theo đạo nào, chỉ theo cái đạo là thờ ông bà xưa nay. Khi người ta nhận được cái giáo lý chân truyền của Đức Thầy là thực tế, là một cái đạo từ Nho giáo, Thánh giáo, Tiên giáo đến Phật giáo, nó gồm đầy đủ. Người ta nhận xét được, người ta đến đây là cũng quy y. Đồng thời mình có nhân viên gặp gỡ những cái người đó, mình cũng hướng dẫn cách quy y và tu hiền theo giáo lý Đức Thầy. Xét thấy rồi càng ngày càng đông mình cũng mừng. Theo anh ba mà hiểu về giáo lý của Đức Thầy thì theo anh thấy thì giáo lý của Thầy mình học, mình nương theo, cái hiệu quả mà của giáo lý làm cho chúng ta dễ xâm nhập và dễ hiểu như thế nào, anh có thể nói một chút cho bà con mình giống như là tin tưởng mà sẵn sàng để học, để hiểu, để mà tu. Đây thì Thầy Tùng vừa nêu lên là một cái nền tảng của giáo lý giao hảo do Đức Quỳnh Vô Chủ, cái tiếng nói chung. Thì xét thấy ra thì trong những cái lời của Ngài cho biết là xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật dạy thì xuống đây. Thì xét thấy ngược dòng lịch sử thì xưa kia Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài là Thái tử xuất gia, tu thành là chánh quả, Ngài sai phán sáng đạo Phật. Sau khi Ngài truyền lời các chư tổ
Nói chung là 33 vị tổ sau khi ngài vào nước bàn thì gọi là trong cái thời kỳ chánh pháp, thời kỳ Đức Phật chưa vào nước bàn gọi là trụ pháp. Rồi đến khi lục tổ Huệ Năng, ngài là một vị tổ sau cùng, tổ bên nước Trung Hoa, thì ngài đã nhập diệt rồi, thì từ đó pháp môn Bế Mạng được thắng thánh đạo Trang Du. Như là từ đạo Phật không còn chư tổ nào để kế truyền, và bên thánh giáo tức là đạo của Khổng Tử cũng không ai truyền. Thành ra từ đó, như là Đức Thầy cho biết, từ ngàn xưa Phật pháp gài then nên ít kẻ tu hành đắc đạo. Phật pháp, pháp bậc truyền nữa thì trong thời gian qua đó, thì trong cái đạo Phật có rất là nhiều cái chi nhánh nổi lên rồi làm cho thất lạc chương truyền chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đến thời kỳ Hạ Môn mà pháp này, chúng ta mới được nhân duyên Đức Thầy Lâm Phàm để khai sáng đọc Phật giáo hảo. Và ngài khẳng định là ta là kẻ vô hình hữu ảnh, ẩn sắc phàm dình đạo Thích Ca. Đây là một cái cụ thể. Ngoài ra cái giáo lý chân truyền của Đức Thầy không ngoài ra cái giáo lý của Đức Phật khi xưa, như ngài canh tăng giáo điều là nguyên nguyên Phật pháp canh tăng giáo điều, không phải canh tăng giáo điều mà nó làm chênh lệch cái chánh pháp của Đức Phật Thích Ca khi xưa. Mà vì trong cái thời kỳ Hạ Quân mà pháp căn cơ trình độ chúng sanh nó không phải như cái thời kỳ trụ pháp, cho nên ngài muốn quyết dạy trần nên nói là thường cho sanh chúng đời nay dễ biết. Và đặc thù Phật giáo hòa hảo nghĩa là đem cái nền đạo Phật Thích Ca tùy theo căn cơ trình độ chúng sanh trong thời này, cái trình độ cao thì nhận thức được cao, thấp thấp, mà có cái đặc điểm rất là phong phú là tôi tâm đắc cái câu là thương trần ta cũng đánh liều, mong người tu tỉnh ít nhiều cũng hay, giác ngộ mà tỉnh tâm tôi theo cái chính pháp của Đức Phật Đức Thầy hôm nay truyền lại thì ít thì hay, ít nhiều hay nhiều. Còn chúng ta không nhận được cái chánh pháp mà tu theo là cái ngoại giáo thì dầu tu suốt đời chúng ta cũng không hay. Cái tu tỉnh tức là không có tu mê, chứ không tê mê tín dị đoan, không tin theo những cái chuyện nào mà trái lỡ cái chánh pháp. Thành ra bây giờ cái vấn đề học Phật tu nhân thì tôi xin nói thêm một cách cụ thể. Nhiều khi chúng ta nói đến Phật giáo hòa hảo, cái nền tảng học Phật tu nhân làm như chưa nghiên cứu nó là dở, nó không sâu xa lắm. Phải nói kinh pháp đốn đại thừa của Phật giáo mới cao sự thật. Học Phật là gì? Học Phật nghĩa là học theo những gì mà Đức Phật đã truyền đạt ra cho mình. Tu nhân thì cái hiểu biết về giáo lý nhà Phật để cư xử mọi người. Đó là một cái nền tảng con người đưa đến từ một cái nền tảng phước rồi tiến lên học Phật tu theo hạnh Phật là huệ, tức là trong thời kỳ này chúng ta phải là phước huệ song tu. Nếu tạo phước mà không tu huệ cũng không đạt mục đích giải thoát. Nhưng mà tu huệ bỏ phước thì cũng không đúng theo giáo lý của Đức Thầy. Cái vừa rồi anh nói em hơi thắc mắc một chút, là anh nói là cái nền tảng Đức Thầy có dạy là học tu nhân đó, yeah. Anh nói là không cao lắm là sao, anh nói gì nó phải nói rõ thôi để cái mà mình không hiểu. Cao là những cái người ta không có xem qua giáo lý Đức Thầy, nói cái từ học Phật tu nhân nó hơi không cao lắm là một cái nghĩ sai lầm. Phải nói cho rõ cho đó, ta không hiểu nè. Còn cái người ta nghiên cứu mới thấy Đức Thầy là một là đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Ngài có thấu lộ trong tôn chỉ đó, ta không quên rằng ta là một đệ tử trung thành của Đức Thích Ca Mâu Ni. Trung thành thì ngài không bao giờ nào mà truyền cái chánh pháp mà ngoài ra cái chánh pháp của Đức Phật được. Thành ra cái người tu thì phải có đặt niềm tin rồi mình mới tu. Qua trong cái thời kỳ này thì Đức Thầy Thiện Duyên Chánh Pháp nó gồm có phước huệ song tu và thiện tịnh song tu. Cái thời kỳ này từ tu thiền cũng chuyển qua có cái nguyện là để giảng sanh cực lạc, tức là tịnh độ. Từ thiền tông cũng đi đến tịnh độ. Ngày xưa thời kỳ chánh pháp thì tu thiền thì chỉ mong vào là cảnh giới Niết Bàn mà thôi. Mà trong cái thời kỳ Đức Thầy là từ thiền tông cũng tu thiền, trại giải cũng tu thiền, nhưng mà có nguyện giảng sanh tịnh độ. Cũng như tôi điển hình một đoạn
là dân trong chánh mạng, trong chánh mạng thì Đức Thầy nói là một chánh mạng thật là rất khó cho hồn linh cai quản châu thân, mới lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần mới có thể đi về cực lạc. Đây mình đọc qua đoạn này mình thấy mình trở lại cái chân tánh của mình, cũng niệm như niệm Phật là niệm bản lai thanh tịnh của Phật, cho lòng mình nương theo đó mà được thanh tịnh và chẳng còn được nhiễm trần ai. Thì niệm bản lai thanh tịnh thì không có nói đến hay thiền hay là tịnh, bản lai thanh tịnh là cái trở lại cái chân tánh của mình để giải thoát hoàn toàn, không còn sự ràng tịch của thân khẩu ý, không còn bị sáu căn làm chủ nữa. Thì đến đó thiền tịnh cũng gặp nhau. Nhưng mà cái nguyện trong thời kỳ mà pháp này, Đức Thầy ý nói chúng sanh tu thời này phải nguyện về tịnh độ, dầu tu thiền cũng nguyện tịnh độ, tu tịnh nguyện tịnh độ. Thật ra mình xem qua toàn bộ giáo Đức Thầy, mình mới tâm đắc những cái lời Đức Thầy tha thiết kêu gọi mình ráng thực hành theo cái giáo lý của Phật, của Thầy sẽ được, đó là ngày gia hộ. Mình phải có niềm tin chắc chắn thì mới tu được. Bây giờ thì anh trở lại một chút, tại vì có một chỗ anh nói nghe không khéo thì bà con mình hiểu lầm, là Đức Thầy dạy mình đó là cái nền tảng căn bản của đạo Phật giáo hảo là tứ ăn, tứ ăn đã trả chẳng còn tội căn đó. Thành ra do đó đó thì có một câu mà em thấy là mà em nhớ đây chút xíu. Kính thưa quý vị, để sáng tỏ thêm về phương pháp tu nhân đạo mà của Đức Thầy dạy, thì qua cái câu mà Đức Thầy dạy đó là quý vị là hiếu trung, lòng chớ dội quên, sống lo chọn đạo, thác lên tiên đài. Thì về cái chữ tu nhân đó, về mình nền tảng chữ hiếu mà mình như ăn tổ tiên cha mẹ đó, thì cái ăn nó thấy là hiếu trung, lòng chớ dội quên đó. Thì ăn đất nước, ví dụ ăn tâm bảo, ăn đồng bằng lợi, thì như vậy em thấy thì nếu mình làm tròn là không phải là thấp rồi. Thì bây giờ là anh nói rõ cho bà con hiểu luôn cái nền tảng tu nhân của thầy dạy. Vừa qua thì hai Tùng có ý để nêu lên cái học tu nhân để tất cả đồng đạo chúng ta hiểu biết một cách rõ ràng hơn thế nào tu nhân. Vì nếu nói học Phật, tức là Đức Thầy mình cũng là một cái vị Phật dân cái sắc lệnh của Đức Phật Tổ Thích Ca mà truyền đạo trong thời này, gồm có tu nhân và tu Phật. Tu nhân ở đây thì Đức Thầy có nói trong cái tôn chỉ, muốn làm tròn nhân đạo phải giữ dạng tứ ăn, nhưng trước hết phải tránh tâm nghiệp và trừ thập ác, cũng như muốn làm giàu phải tránh đường cho thiếu nợ. Đây là một cái nền tảng của tu nhân. Tu nhân nó gồm có đáp cái tứ đại trong ăn, gọi là cái ăn nợ mà chúng ta phải chịu thọ trong cái bốn ăn này, và cái phần ăn nợ và nghiệp nợ. Để nói cái phần này cho đồng đạo mình rõ hơn, cái nghiệp nợ tức là cái nghiệp mình đã tạo trong thân khẩu ý, nói cách rõ ràng là tam nghiệp. Thì nếu chúng ta muốn đền đáp tứ đại trọng ăn thì phải hành được cái tam nghiệp, trở lại nữa cái nghiệp lành mới đáp tứ ăn được. Trong tứ ăn gồm có ăn tổ tiên cha mẹ, ăn đất nước, ăn tâm bảo, ăn đồng bào và nhân loại. Thì cái ăn tổ tiên cha mẹ và ăn đất nước thì Đức Thầy có viết một đoạn gồm hiếu và trung, cũng như hiếu trung lòng chớ dội quên, sống lo trọn đạo, thác lên thiên đài. Cái chữ hiếu là đứng hàng đầu, xong vào đó là cái ăn đất nước, nên chúng phải là trung thành với đất nước, trung thành với tổ quốc, thì đó cái bổn phận là phải đền phải đáp rồi. Đó về cái mặt vật chất, tức là chúng ta sanh ra thì cũng phải nhờ có tổ tiên cha mẹ mới có mình, là cái đó là ăn là cái chữ hiếu, tổ tiên cha mẹ phải lo đền đáp. Rồi sống thì phải nhờ đất nước quê hương tạo kiếp sống cho mình. Đó về phần phương diện vật chất. Về phương diện tinh thần phải có nhờ Phật Pháp Tăng
để khai mở trí óc chúng ta sáng suốt. Đây là một cái nền tảng. Mặc dù nói là tu nhân, nhưng mà tiến đến cái ân tâm bảo thì chúng ta đã có tu Phật trong đó. Để nói một cách nhấn mạnh rõ, nếu chúng ta tu nhân như cái thời xưa kia thì không có đặt vào cái tu Phật, tức là theo cái đạo thánh giáo, tức là khi con người đạt được chúng đó là đạt được cái quả vị thánh không à. Còn cái tu nhân của Đức Thầy này nó có bốn ăn, mà Đức Thầy cho biết rằng là muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Lập thân tức là tu thân á, hành thiện tức là nền đáp tứ đại trong ăn. Nó quan trọng ăn tâm bảo. Nếu chúng ta đọc chánh văn và hành theo cái ăn tâm bảo là chúng ta sẽ thấy được, chúng ta khi mạng chung là phải giải thoát về cái cõi tiên cõi Phật. Và trong đó là Đức Thầy dạy thêm là cái ăn đồng bào và nhân loại. Đất nước là có đồng bào và nhân loại, trong cái kiếp sống chúng ta không thể sống lẻ loi được. Những cái gì chúng ta chưa có sản xuất, chưa có làm được thì cũng nhờ các nước ngoài gọi là nhân loại. Người chữ nhân là người, chữ loại là đồng con người sống trên quả địa cầu này, gọi là nhân loại. Mà chúng ta nói tắt gì thì anh em nào muốn nghiên cứu rõ hơn phải học chánh văn sẽ thấy chúng tôi trình bày. Còn tu Phật nghĩa là dạ bắt đầu khéo liền và các anh các chú mình mời vào dùng cơm rồi. Như vậy là tu Phật thì phải học theo cứu hạnh, hạnh cứu Phật, cũng như là Phật tu Phật từ thiện cách nào ta từ thiện theo cách nấy, Phật tu nào đắc cách nào đắc đạo rồi dạy ta, tao cũng phải làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá nhân lợi, điều cần nhất là ở chỗ giữ vừa hằng ngày. Thì trong phần tu nhân thì chúng ta đã có hành được cái tam nghiệp tứ ăn được cái nền tảng rồi, tu nhân tiến tu Phật thì chúng ta phải trường tra giữ giới và quyết rửa tấm lòng trong sạch. Thì để nhắc gom lại đi, Đức Thầy có viết một đoạn trong tôn chỉ là Đức Thầy nói là các người hãy hiểu phận sự của con người phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm căn tánh của mình. Làm là kiếp người, làm trong bổn phận mình làm kiếp sống đó là đền đáp tứ đại trọng ăn. Rồi tìm kiếm chân tánh tức là tu huệ, bởi vì chúng ta có Phật tánh mà chúng ta vô minh thành ra lăn trâu sinh tử trong nhiều đời. Hôm nay Đức Thầy dạy mình vừa tu nhân mà vừa tu huệ, tức là phước huệ song tu, thì đó là nền tảng của học tu nhân đến ngày giải thoát luôn. Thì nói giáo lý Thầy rất sâu xa, đây mình là điển hình và trích một vài cái nét để mình tìm hiểu thêm, chứ cái sự trao đổi với nhau là biết sao mà đầy đủ. Mình muốn tìm hiểu thì phải tự mình học nghiên thêm. Cứu giáo lý mình học thêm để hiểu, chứ còn ví dụ cái trình bày một đại khái như thế thôi. Thì nói chung thì hôm nay cũng có duyên rồi, mình có nhờ anh Ba giải thích một chút. Đây là những cái điều kiện mà hàng ngày của anh em chúng ta, bởi vì ít nhiều mình cũng hiểu một chút về cái giáo lý của Thầy, để mà khi mà ở đây có bà con tới mình cũng có cách để mà khuyên cho bà con đi làm sao cho đúng con đường tu làm sao cho đúng với cái lời của Thầy dạy. Đây cũng như là mình khuyên với nhau để giác ngộ tu hành. Bây giờ để tôi Hà Tùng vừa nói thì để tôi nói thêm một vài nét nữa cho tất cả đồng đạo chúng ta nắm thêm. Thì Đức Thầy có cho biết là sau khi diệt được thập ác rồi, tự nhiên 10 điều lành đã hiện ra, như thế ta đã đi thêm được một bước trên con đường đạo hạnh. Nhưng sự tấn bộ ấy không có thể đạt mục đích, vì thế phải hành luôn đạo bát chánh tiếp theo, vì đó là quyển kinh nhật tụng. Bởi vì rồi Hải Tụng nhớ là hàng ngày đó, quyển kinh nhật tụng của những ai muốn thoát chốn mê đồ, tấn tiến trên con đường giải thoát. Đây là cái phần tu Phật để dạch ra rõ là cái đền đáp tứ đại trong ăn, giữ tám điều răn cấm, hành thập thiện, đó là phần tu nhân. Mà tiến đến tu Phật thì chúng ta phải hành bát chánh, lần lần tứ vô lượng tâm, rồi những cái bài pháp luận mà Đức Thầy viết năm 42 nhà ông Ký Giỏi Bạc Liêu thì chúng ta cần nghiên cứu thêm. Muốn tu Phật thì tiến lên đó, như vậy chúng ta mới thấy rõ thế nào là học Phật, thế nào tu nhân. Bởi vì là Đức Thầy cho biết là quyển kinh nhật tụng, chế nhật là ngày, chế tụng là niệm, hàng ngày chúng ta phải hành bát chánh đạo có phần tu huệ, hoặc là niệm Phật cũng gọi tu huệ. Thì đến đây thì chúng tôi cũng đại khái trong cái vài nét
về học tư nhân. Hôm nay thì cái thời gian có hạn cũng tạm dừng, ngày dịp khác thì mình muốn trao đổi thêm. Cảm ơn ba thầy nhiều. Thôi giờ anh em mình đi ăn cơm ha. Kính thưa quý vị, nơi đại ăn của ban quản tự hiện tại thì bà con mình cũng không có đông lắm trong việc. Cái đội gì hiện giờ chúng tôi đã trở lại bằng hậu cần thân quen của chúng tôi. Hôm nay vắng các vị chúng tôi rất là buồn. Bởi vì bữa đó chúng tôi đi lễ Đức Tố gặp vị này mừng dữ dằn luôn. Nó thấy không? Thấy không? Thành ra nhà anh hai chỗ nào đâu, hai chị em tính một tuần. Có thấy mà kiếm không có đâu. Không có. Ở đâu mà không có? Không? Đang làm gì hả? Quý vị đang chuẩn bị đang chi? Để dành nấu canh chua hớp gỏi. Dạ, có nghĩa là mình nặng sẵn gì đó hả? Nặng sẵn. Ồ, vậy sao? Ồ. Đây là ban hậu cần nhiệt tình của chúng tôi. Hai rồi, bữa đó nói chị Tâm nói à, mày kiếm nhà không được đâu. Ví dụ đây tầng hết xin đó hả? Ờ, cái ghê luôn hả? Tự thôi vậy lên cùng xã không hay nha. Ở đâu cùng xã? Cùng xã mà đi ở đó biết anh ấy biết. Kiểm hào hiệp và tự đi lên là biết nè. Ở đâu rồi? Ông mời ba con với con nè, có thằng đâu có hay đâu, có thằng cái chỗ này đâu. Có người chỗ có hay nó lời mà hay gì thì hay không cái một tuần của không có nói ba má của anh hai mày kè nó nói ơi nhà đâu đi tư đi đi chứ mà tao nói mày biết nhà được cứ đi. Ồ đi chồng chồng mừng thấy không. Em vô tới là tôi ngồi giúp luôn anh hai mà nhà gì chắc quá. Rồi mấy chị mình đang lặt này là rau này rau gì ta? Rau dừa. Một tơi, một tơi, một tơi. Ngon quá ha. Dạ. Cái tôi giờ giấc này khoảng 10 giờ ngoài thì bắt đầu anh em tập trung lại đặng mà ăn cơm. Nơi đây là cái đãi cơm của chị Hai Xà. Đặc biệt thì để đãi cho các vị làm công quả. Ban trị sự rồi cũng tập trung về đây. Ăn rất là ngon. Cái đồ quý vị cái quý vị hiện giờ các anh Hương Đăng chúng tôi đang ở đây để mà chờ chờ công. Hương Đăng bữa nay có ba người sao? Còn một vài người nữa đang chạy 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 ha. Đang chạy chạy. Ờ đúng rồi, mình có kêu mấy ảnh phải không? Có, chú nhút. Ờ đúng rồi. Tại vì các anh Hương Đăng mình cũng có liên quan đến mấy anh Kiển nữa. Thành ra chờ một chút. Thôi vậy ráng chờ chút đi ha các anh mình ha. Để coi cái chị này chỉ đang chiên tàu hủ đây, chuẩn bị cho các anh đây. Em mời đãi anh ơi. Ủa sao tới mời? Vậy chứ giờ mình chiên gọi ăn ngày nay rồi. Vậy sao? Kiếm ăn con. Chiên này để dành ngày mai. Con. Nó đúng không? Nè chú Hồng, lấy muối tiêu. Phải đi rửa rồi găng rồi. Mối hồn nè. Mối hồn nè. Vậy đây. Chú nói rộng, phải để cho bả cái gì ăn cái gì đó. Cái thưa quý vị, giờ đây thì chúng tôi sẽ đi ra khỏi lòng cần nhắn đi. Nhưng môi các bạn. Dạ. Ừ, quay quý vị, đây là các vị là bên bay sĩ trung ương nha quý vị, đang dùng cơm. Mời quý vị dùng cơm thật ngon. Còn dùm luôn. Dạ. Quá quay mai quá đẹp rồi. Dạ. Hôm mai áo xanh không nổi lên quá ha. Không nổi, không nổi. Ừ, cảm ơn nha. Anh quay con luôn kìa anh. Đây. Quay con kìa. Không. Ủa chị vậy là chưa nó chờ hả? Chờ người nữa hả? Chờ con dạ. Còn chấm nãy con có kêu rồi á. Các thủ vị Tùng Quê đã đến nơi đây là hậu cần của ban quản tự rồi. Nơi đây thì đặc biệt là nấu những món thức ăn đại phía ngoài. Quý vị thì được biết thì hôm nay đó là tổ ở kinh kinh Mươi dòng sáng Đình Tre nha quý vị. Đến đây để mà lãnh nấu thì mới bên hai là 2 ngày thôi, từ ngày 30 đến mùng 1. Cô chào anh.
Ủa anh lãnh đồ cơm hay gì? Đúng, phụ cơm cho anh với ba Hải. À dạ. Anh phụ đồ cơm ha. Dạ. Nhưng mà Hải đi dẫn rồi. Dạ. Đảm bảo là mình là người tại đây nấu cơm phải ngon. Chắc ăn là đó bụng là ngon. À đó bụng là ngon. Đó bụng là ngon. Nói bụng là ngon. Mà anh thấy sao? Thấy no. Rồi. Ok. Ok. Ủa cái đó là gì vậy? Nhóm lửa. Gì hả? Thì có dầu lửa không? Có nhúng dầu lửa. Đó. Rồi. Đó nhúng lửa. Bộ sáng giờ không có nhúng sao? Cái này cho nước nó sôi đặng mà có. Ủa nhúng mấy cái đồ ở đây đó hả? Không, đặng mà nó có cái là nếu mà có khách đủ sức rồi nấu canh cái có nước sẵn rồi. Ồ vậy hả? Nấu màu hơn. Dạ. Nấu màu hơn chứ không gì hết trơn. Rồi, ok. Anh này thì là anh trực tiếp ở đây những gì? Tôi anh tới luôn trực tiếp. Tôi ở gần, tôi là rồi tổ tôi. Nào mà cần thiết là anh nấu cơm gia nhập luôn, gia nhập vô tổ nào anh cũng làm hết gì. Rồi, rồi học cả bài rộng mình đã giáo lý của đức thầy cũng tả luôn, làm luôn, làm luôn hết. Có nghĩa là giờ vào mấy cái ngày có khóa học trở lại anh có tham gia luôn ha? Có luôn, học luôn. Quá hay, quá hay biết cô. Học thuộc bài, học cho trả bài. Học cho trả bài, nãy cổ gặp đó, anh kêu sao anh đánh mặt tôi lên. Phụ cơm, thế này có anh không nghe cô. Ta thuộc bài mà không cho ta. Đây là các chị mình ở trong cầu số 10 hả? Dùng từ là cầu số 10 hả? Dạ đúng rồi. Cầu số 10 Vịnh Tre. Vậy lại coi cầu số 10 giờ ở đó nhà láng rồi. Không, cầu số 10 này đi lên Chi Tôn á. Chi Tôn nữa hả? Chứ dòng số 10 Chi Tôn là đường bờ bự ngoài rồi. Số 5 nè, số 5, số 6, số 7. À vậy đó hả? À phải rồi. Đi nữa tới Chi Tôn. Đi rồi, đường này là coi cầu số 10 Chi Tôn có gì ơi. Dạ. Ai là dây chánh vô tay? Dây chánh còn hả? Ở đây không có. Từ bên trong người vô tay không thấy ai vô. Ở đây ai dám. Dạ yeah. Chứ đâu phải giờ tránh đâu. Nếu ai không dơ thì tôi dơ. Thưa quý vị, mình cũng làm quen với các chị mình một chút thôi. Giờ mình lui ra nha quý vị. Nam mô Di Đà Phật. À, thưa quý vị, ban hậu cần của chúng tôi đã ra phía nào ngoài này đang đãi cơm rồi. Bữa nay mình đãi món gì đây, mình dở hộp ra xem. Oh, rất là ngon luôn. Wow. Ba món. Canh nữa là 4 món. Cơm nữa là 5 món. Tổng rồi. Rất là ngon. Rồi, có cô, có chị ở đây. Bây giờ xin hỏi thiệt nha. Nãy giờ ở trong nhà bếp tôi nói ai là dây chánh không ai giơ tay. Tôi nói dây chánh hơn trước này rồi. Ai là dây chánh vô lên. Tôi dây chánh thiệt không hả? Vậy là dây chánh không? Vậy là dây chánh. Nếu mà ai vô hỏi là tổ tổ cầu số 10 của chị gì? Chị Năm Mừng. Rồi đúng vậy, tao mới biết cái danh mới được. Rồi cái gì? Đây là coi như là mình tham gia ở đây được bao lâu rồi? Mấy lần rồi? Bốn lần rồi hả? Rồi là 4 năm rồi đó ha. Ủa vậy là tổ này cũng lâu đời rồi. Rồi cũng hay quá, bữa nay mình biết được biết được cái vị nấu trong cái tổ cầu số 10 đường Chi Tôn nha, phải không? Dạ đường Chi Tôn. Rồi chúc tổ mình nấu thật là ngon để đãi bà con mình sắp tới tới 10 ngày ha. Cảm ơn anh em. Rồi chào. Kính thưa quý vị thân mến, hiện tại thì Thuần Quê đã trở lại phía trước. Hiện tại thì các anh tỉa nha, tỉa cành nè. Các cây kiển hiện tại cũng làm xong rồi quý vị. Thì kiển này khi mà được tỉa xong thì được sự dọn dẹp của các anh Hương Đăng cũng đã dẹp xong. Thì sân mình hiện tại rất là đẹp rồi. Tại mình thấy thì dưới sân thì cũng có các nhành mà tỉa thôi, nằm phía dưới. Hiện giờ các anh cũng dẹp xong. Anh các quý vị thân mến, thì vào ngày hôm nay thì ngày 1 tháng 3 thì vào những ngày sắp tới thì có một sự kiện
là đám giỗ của Đức Ông những việc nam mô Di Đà Phật. Các anh mình đã gõ chuông vào buổi trưa để mà lễ cúng thời trưa. Vào tháng 3 này thì tới ngày mùng 6, mùng 7 là lễ giỗ kỷ niệm của Đức Ông. Nếu bà con mình ở xa gần mà nếu có dịp thì hãy đến dự lễ giỗ tại Tổ Đình. Tổ Đình giống việc tại Tổ Đình nơi mà cách đây khoảng 3 cây số. Là nơi sinh ra, nơi mà Đức Thầy đã ra đời, nơi đó có Đức Ông, Đức Bà, Đức Ông là thân sinh, thân phụ của Đức Thầy, Đức Bà là thân mẫu của Đức Thầy. Đức Thầy đã sinh ra và lớn lên là do Đức Ông, Đức Bà dưỡng nuôi. Quý vị thì Đức Thầy cũng bao nhiêu như đứa nhỏ khác cũng lớn lên và được Đức Ông, Đức Bà nuôi dưỡng. Đặc biệt khi lớn lên mà Đức Thầy không như những đứa trẻ khác chơi đùa giỡn nhiều, nhưng mà đặc biệt thì Đức Thầy giống như là ở đâu mà Đức Thầy đứng yên ở đó và hay trầm tư mặc tưởng, quý vị, hay trầm tư mặc tưởng, ít có đùa giỡn như bao nhiêu đứa trẻ khác. Bao nhiêu đứa trẻ khác thì vui đùa cợt giỡn rồi đủ thứ chuyện, vì như bao đứa trẻ khác là như vậy, còn Đức Thầy thì khác. Do Đức Thầy là một cái vị Phật tái sinh nên ngài trầm tĩnh mặc tư, thường thường tâm để yên lặng. Thì khi Đức Thầy sinh ra đời và lớn lên, lúc nhỏ thì Đức Thầy bệnh hoạn cũng khá nhiều, quý vị, giống như là để trải nghiệm. Thì khi Đức Thầy lớn lên đúng năm 19 tuổi thì Đức Thầy mới thưa với Đức Ông, Đức Bà vào ngày 18 tháng 5 để rồi lập một cái bàn nơi giữa sân nhà, để rồi Đức Thầy mới trình với trời đất mà Đức Thầy mở đạo vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939. Thì khi được thưa Đức Ông, Đức Bà cũng cho phép, và cuối cùng và Đức Thầy đã lập cái bàn và sau đó đã trình với trời đất và bắt đầu Đức Thầy mở đạo. Thì quý vị biết là Đức Thầy là một vị Phật trở lại lóc phàm để độ chúng sanh. Kính thưa quý vị thân mến, thì thời gian trôi qua khi mà Đức Thầy đã ra đời và đã ra một ngôi đạo rất phù hợp với hiện tại, rất phù hợp cho căn cơ trình độ của chúng sinh, dễ học, dễ hiểu, dễ hành, làm thì rất là mau lẹ để mà để rồi trở về với giác tánh chân như, quý vị. Bởi vì Đức Thầy nói là đem về giác tánh chân như, kim thân thị hiện, dứt trừ tử sanh, quý vị. Khi mà chúng ta hành đúng rồi thì quý vị sẽ trở về nơi cái tâm thanh tịnh, và lần lần phải trở về tâm cái tâm giác của mình và trở về cái tâm thanh tịnh. Chừng đó thì kim thân sẽ thi hiện, kim thân thi hiện tức là tâm Phật của chúng ta sẽ thi hiện, quý vị. Chỉ còn tâm Phật mà thôi, không còn tâm chúng sanh nữa, quý vị. Khi kim thân thi hiện thì dứt trừ tử sanh. Khi mà quý vị tâm Phật đã thi hiện rồi, trong hành động
lời nói, suy nghĩ của mình không còn là những điều tà hoài, tà dại nữa. Kính thưa quý vị, giờ đây thì Tùng Quê đã ra tới phía hậu sau chùa. Thường thường quý vị, tất cả các chùa Phật giáo hảo đều có cái hậu phía sau, và nơi đây đều thờ Đức Phật Thầy Tây An. Đức Phật Thầy Tây An. Quý vị thấy nơi Đức ngôi thờ Đức Phật Thầy Tây An phía trên, quý vị thấy là có một cái linh vị chính giữa và hai chân đèn hai bên, hai bình bông hai bên. Thì chúng tôi cũng xin giới thiệu lại nha quý vị, cho quý vị được hiểu, và quý vị cũng chúng tôi cũng xin cáo lỗi tại vì hôm trước nay mình có giới thiệu, nhưng mà quý vị, tại vì do thông tin của các anh Hưng Đăng, nhưng mà mình thông tin cũng không chính xác. Bây giờ tính chúng tôi sẽ thông tin lại là hai chân đèn, quý vị, hai chân đèn thấy hai bên cái linh vị của Đức Phật Thầy Tây An, hai chân đèn này khá là đẹp. Thì hai chân đèn này do các vị đồng đạo cúng hiến ở tại Long An, giống gì hai đồng đạo do đồng đạo cúng hiến ở tại Long An, đó là cô Bảy ở Long An. Rồi trước giờ mình cũng do thông tin các vị Hưng Đăng mà mình nói là người thành phố, giống gì, nhưng mà chưa tới thành phố gì. Đây là cô Bảy ở Long An cùng với một số đồng đạo hiến cúng nơi đây là hai cái chân đèn. Mà hai chân đèn này giá trị cũng có giá trị đúng không, rất là đẹp. Mà cũng được biết đó là ở trên tổ đình cũng có các vị này có lên trển hiến cúng nữa, hiến cúng chân đèn trên đó nữa, mình không biết là bao nhiêu. Nhưng mà tại chùa này thì một cặp do các vị ở Long An, đó là trong đó có cô Bảy nha quý vị. Mình biết cô Bảy, không biết tên. Hồi trước giờ thì mình nắm thông tin cũng hơi xây dịch một chút, mong quý vị thông cảm. Chiếc đèn này theo chúng tôi nghĩ là nó bằng đồng, rất là đẹp. Còn hiện tại chúng tôi thấy bộ đèn này, bộ đèn led này rất là đẹp nha. Giống như hôm trước là có một vị ở thành phố Hồ Chí Minh là cô Ba Sài Gòn hiến cúng, mà hôm nay thì lại có giống gì nữa mà không biết là có ai. Hai bên luôn nha quý vị, không biết thắp được bao lâu mà bên đây bị tắt hết một cái rồi. Anh Hùng ơi, cái này tắt rồi anh Hùng ơi, tắt bên đây, bên kia cháy mà bên đây tắt. Các anh Hưng Đăng mình sẽ trực tiếp thăm giếng hoài, mà nếu có tắt thì đốt lên lại. Cái này nó có đèn led dưới không? Có cái chớp. Có cái chớp dưới hả? Cái này của ai cúng mình biết không? Cúng sau cái cặp thôi, giờ không biết đạo cúng, đem lại cúng. Dạ, lâu chưa? Hay là mới đây? Tháng gì chắc là cái vị... Mình thắp qua ra hoài vậy. Vậy đó hả? Dạ, hết cái mình thắp lên, bữa nay nó hết rồi. Vậy đó hả? Hôm trước có cô Ba Sài Gòn phải không? Hay. Mấy người đã cúng mình không? Không nhớ nổi ha. Thôi giờ này thì bà con mình cũng thấy cũng có đông đông.
À, kính thưa quý vị, giờ này thì cũng gần 12 giờ, bà con mình cũng không đi chùa. Ok. À, kính thưa quý vị thân mến, thì thôi giờ đây thì Tùng V cũng xin tạm dừng phiên. À, quý vị. À, vậy là phía ngoài nơi trước nhà lưu niệm thì thấy các anh tỉa nhánh mình cũng đang tỉa dách bên đó vậy. Nhưng mà giờ này giờ trưa nắng quá, các anh mình cũng đã nghỉ rồi. Thì quý vị thấy các cây kiển ở tại chùa Hòa Tự thì cũng không có lớn, gọn gọn. Bởi vì lúc đó bà con mình cũng có hỏi để đem vô, nhưng bởi vì đem vô đây thì cũng phải săn sóc gì, nên do đó số lượng đem vô mà nơi chùa nhận thì cũng một phần nào thôi, chứ không có nhận hết nha quý vị. À, kính thưa quý vị, hôm nay thì vào ngày mùng 1 tháng 3 2024 âm lịch thì bộ phim hôm nay thì cũng như hằng khi cũng bình thường có những sự kiện là làm công quả xung quanh trong nội vô thất chùa, giống như phía trong chánh điện thì các anh hương đăng, ở phía sau thì văn hậu cần, thì chỉ lo bộ phận của mình. Thì nếu bà con mình có duyên đến chùa thì nơi chùa Hòa Tự cũng rất là nhiệt tình tiếp đãi, tiếp đón quý vị để mà quý vị đến đây lễ Phật, cầu nguyện, giao duyên cùng với Phật theo quý vị. Tới đây thì quý vị biết là ở nơi đây là ở thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Đúng rồi. Ở đây là tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Nếu bà con mình có duyên thì hãy đến đây. Chùa rất sẵn lòng. Mời quý vị đến đây, quý vị lễ bái bình thường. Ở phía sau thì có đãi cơm miễn phí. Giờ đây thì Tùng Quê cũng xin tạm dừng phim nha quý vị, tạm dừng phim trong lúc này. Xin hẹn quý vị là một cái ngày khác nha quý vị, mong quý vị đón xem. Nam Mô A Di Đà Phật.